Ở ví dụ 1 thì chúng ta thấy là việc xác định ra trên cơ sở cái miền xác định của mẫu số đấy, tức là của bất phương trình, thì ta đã tìm ra cái hướng để mà xác định các miền để xét. Nhưng có những trường hợp không có mẫu, người ta xác định như thế nào? Để chúng ta xét ví dụ thứ hai. Giải bất phương trình 3 mũ x bình phương trừ 4 cộng x bình phương trừ 4 nhân với 3 mũ x trừ 2 lớn hơn bằng 1. Như vậy nhìn vào tập xác định của bất phương trình 1 thì đây tập xác định là R, đúng không ạ? Tập xác định là R. Vậy thì tập xác định là R đây thì chúng ta căn cứ vào đâu để chúng ta tìm miền để xác định? Thế trong trường hợp này thì ta thấy bắt đầu là cái biến đổi đại số. Ta sẽ quan tâm đến biến đại số của chúng ta này là x bình trừ 4. Vậy x bình trừ 4 sẽ có hai khả năng là x bình trừ 4 là không âm và x bình trừ 4 là nhỏ hơn không. Rồi ta sẽ cũng căn cứ vào cái biến miền giá trị xác định của đại số này để chúng ta xét bất phương trình 1. Ta sẽ xét hai trường hợp. Xét trường hợp 1 là x bình trừ 4 là không âm, tức là trị tuyệt đối của x lớn bằng bằng 2. Với trị tuyệt đối lớn bằng 2 thì nghĩa là x bình phương trừ 4 của chúng ta là không âm. Và chúng ta xem trong các mối quan hệ của hai vế ra sao. Trước hết là với x bình trừ 4 không âm thì từ đây ta suy ra 3 mũ x bình trừ 4 sẽ lớn hơn bằng 3 mũ 0 và bằng 1. Thế còn cái vế này ta thấy là luân dương x bình trừ 4 nhân 3 mũ x trừ 2 là luân dương. Từ hai điều kiện này rõ ràng chúng ta nhận thấy là một luôn đúng. Một đúng chứng tỏ cái miền trị đối x lớn bằng 2 là xác định. Ta xét trường hợp 2. Trường hợp 2 là ta xét khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 2. Với trị đối x nhỏ hơn 2 thì rõ ràng chúng ta thấy là x bình trừ 4 của chúng ta nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0. Mà tương tự như vậy thì ta cũng suy được ra là 3 mũ x bình trừ 4 sẽ nhỏ hơn 1, tức là nhỏ hơn 3 mũ 0 bằng 1. Và rõ ràng tiếp tục vế này tiếp tục âm. Nên hai kiểu này suy ra là một không thỏa mãn. Không thỏa mãn. Và do vậy chúng ta kết luận nghiệm của bất phương trình trong trường này chính là trị tuyệt đối của x lớn hơn bằng bằng 2. Chúng ta thấy là rõ ràng nhìn vào ví dụ 2, chúng ta thấy là tập xác định của bất phương trình này là R. Nên rõ ràng là khác hẳn với ví dụ 1 là chúng ta chỉ ra được tập xác định, sau đó chúng ta căn cứ vào các miền mà tập xác định nó tạo ra để chúng ta xét. Nên trong trường hợp này chúng ta buộc phải nghiên cứu vào cái miền giá trị của cái hàm đại số, đó là x bình trừ 4, thì chúng ta căn cứ về chúng ta tìm ra hai miền, chúng ta xét là trị đối x lớn bằng 2 và trị đối x nhỏ hơn 2. Chúng ta đã tìm được nghiệm của bất phương trình. Như vậy trong cái phần bất phương trình mũ cộng đại số thì chúng ta cần phải căn cứ vào những cái đặc điểm của cái hàm đại số chúng ta xét, và các em phải tìm được các miền xác định của nó, sau đó chúng ta căn cứ vào đó chúng ta phân ra các trường hợp để xét để giải bất phương trình. Nên chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 3 là chúng ta sẽ nghiên cứu về bất phương trình có chứa tham số. Đó, chúng ta tiếp tục phần 3. Bất phương trình mũ
chứa tham số. Để giải bất phương trình mũ chứa tham số thì phương pháp thông thường chúng ta hay sử dụng, các em lưu ý. Đó là việc đầu tiên chúng ta phải đưa bất phương trình về cùng cơ số. Sau đó, bước thứ hai là đặt ẩn phụ. Và bước tiếp theo, bước thứ ba là chúng ta khảo sát hàm số. Khảo sát hàm số. Ở đây khảo sát hàm số thông thường chúng ta sử dụng đạo hàm. Thông thường là như vậy. Tuy nhiên để làm được phần này chúng ta có hai lưu ý rất là quan trọng. Lưu ý. Đó là nếu một cái hàm số fx xác định liên tục trên một miền D với điều kiện là tồn tại min của f max của f trên miền D thì ta có cái tính chất sau. Thứ nhất là bất phương trình fx lớn hơn hoặc bằng k với mọi x, tức là đúng với mọi x thuộc D khi và chỉ khi, muốn đúng với mọi giá trị của fx thì min của nó trên miền D là cũng phải lớn hơn bằng k. Và tương tự như vậy là bất phương trình này đúng khi mà thứ hai là fx nhỏ hơn bằng k đúng với mọi x thuộc D khi và chỉ khi max của fx cũng phải nhỏ hơn bằng k trên miền D. Đây là lưu ý thứ nhất chúng ta phải chú ý. Lưu ý thứ hai là bất phương trình fx lớn hơn hoặc bằng m có nghiệm trên miền D khi và chỉ khi. Hai nghiệm này chúng ta rất dễ nhầm lẫn. Trong trường hợp này là muốn như fx có nghiệm thì rõ ràng là max của fx cũng phải lớn hơn hoặc bằng m. Và tương tự như vậy là bất phương trình fx nhỏ hơn m mà có nghiệm trên miền D thì khi và chỉ khi min của fx cũng phải nhỏ hơn m trên miền D. Để chúng ta chú ý hai cái tính chất vô cùng quan trọng như thế này để chúng ta giải các bất phương trình. Sau đây chúng ta sẽ xét hai ví dụ. Chúng ta đi xem ví dụ 1. Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng. Nghiệm đúng với mọi x nhỏ hơn bằng 0. Bất phương trình của ta như sau. M nhân 2 mũ x cộng 1 cộng 2m cộng 1 nhân 3 trừ căn 5 tất cả mũ x và cộng với 3 cộng căn 5 tất cả mũ x nhỏ hơn 0. Nhìn vào bất phương trình này thì rõ ràng đây chúng ta thấy là
sự xuất hiện của 3 trừ căn 5 mũ x và 3 cộng căn 5 mũ x. Theo kinh nghiệm trong quá trình giải phương trình mũ, chúng ta sẽ kiểm tra hai cái này. Rõ ràng nếu mang hai cái này nhân với nhau, 3 trừ căn 5 nhân 3 cộng căn 5, thì chúng ta sẽ thấy là 9 trừ 5 còn 4. Như vậy chỗ này là chúng ta chia cho 2 mũ x là vừa. Vậy bước thứ nhất là bất phương trình chúng ta sẽ đưa được về dạng là 2m. Ta chia cho 2 mũ x cộng 2m cộng 1 và nhân với 3 trừ căn 5 trên 2 mũ x cộng với 3 cộng căn 5 nhỏ hơn 0. Nó không làm biến đổi gì tính chất của bất phương trình cả. Đến đây thì nếu mang hai cái này nhân với nhau thì ta có tích là bằng 1. Do vậy ta sẽ áp dụng phương pháp đặt. Ta đặt đặt T bằng ba cộng căn 5 mũ x. Ở đây chúng ta T ban đầu là dương. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra rằng với mọi x nhỏ hơn bằng 0 thì giá trị của T được xác định như thế nào. Nếu như mọi x mà nhỏ hơn bằng 0, 3 cộng căn 5 trên 2 đây là hàm đồng biến. Do vậy là dẫn đến giá trị của T là sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng 1. Do vậy ở đây là cộng với điều kiện kết hợp điều kiện của x nhỏ hơn bằng 0 thì ta suy ra là 0 nhỏ hơn T và nhỏ hơn bằng 1. Bài toán trở thành tìm M để bất phương trình ở đây chúng ta đặt đây là T thì cái này là 1 trên T. Do vậy sau khi thực hiện phép quy đồng thì chỗ này ta quy đồng đây là T này, 1 trên T này, đây là T bình phương. Do vậy bất phương trình T bình phương cộng 2MT và cộng với 2M cộng 1 nhỏ hơn 0 nghiệm đúng với mọi giá trị T thuộc miền này. Nghiệm đúng với mọi T thuộc miền D. Miền D này ta viết cho nó gọn thôi. Miền D này được xác định bằng như bài toán chúng ta đã được chuyển về trường hợp này. Đến đây thì ta gọi bất phương trình 2. Nếu ta nhìn vào đây bất phương trình theo T thì rõ ràng đây là một bất phương trình bậc 2 có tham số và có một điều kiện T phải thỏa mãn. Do vậy chúng ta sẽ nghiên cứu để rút theo phương pháp là để khảo sát, chúng ta phải rút cô lập biến M ra. Chúng ta sẽ biến đổi tiếp. Ta đặt đây là bất phương trình sao. Bất phương trình sao, ở đây ta sẽ biến đổi tương đương thôi. Đó là ta nhóm ra là 2M nhân với T cộng 1. 2M nhân T cộng 1 sẽ cộng với T bình cộng 1 nhỏ hơn 0. Cộng với T bình cộng 1 nhỏ hơn 0. Và ta có thể chuyển về như sau. Hay nói khác là trừ 2M lớn hơn T bình cộng 1. Ở đây trong trường hợp này, nếu như ta xét với mọi giá trị T thuộc miền D thì T cộng 1 là luôn dương. Do vậy với mọi T thuộc D thì bất phương trình sẽ trở thành là trừ 2M lớn hơn T bình cộng 1 T cộng 1. Đặt cái hàm này
là hàm FT, toàn bộ cái hàm vế bên phải của bất phương trình là FT. Chúng ta sẽ đi tiến hành khảo sát cái hàm FT của chúng ta trên viền D. Người ta có F'T bằng T bình cộng 2T Rõ ràng đây là một hàm bậc 2 trên bậc nhất, và kỹ năng về khảo sát hàm bậc 2 trên bậc nhất các em đều đã nắm được rồi. Rồi sau khi tính đạo hàm chúng ta thấy là cái này F'T bằng 0 khi và chỉ khi, hoặc có hai giá trị, hoặc là T bằng trừ 1 hoặc là T, và chúng ta có bảng biến thiên. Chúng ta sẽ có bảng biến thiên. Tuy nhiên ở đây ta chưa cần xác định các giá trị tại cực đại cực tiểu của hàm số, mà ta chỉ cần xác định ở đây là cái miền mà ta đang xét là cái khoảng D. D của chúng ta chính là 0,1, do vậy ta gắn vào đây. Đấy, và trong cái miền này ta xét ở cái miền trong miền 0,1, các miền khác thì ta có thể bỏ. Thế rằng ta cần tính hai giá trị này. Trong trường hợp với T bằng 0, thì giá trị của nó đây là 1. Trong trường hợp với T bằng 1, người ta cũng có là 1. Mà mục đích của bài toán của chúng ta là gì? Ta tìm max hay min thì ta phải xác định lại. Ở đây trong trường hợp này là FT nhỏ hơn K. Do vậy muốn đúng với nghiệm đúng với mọi giá trị thuộc D thì rõ ràng là max, ta phải tìm max của FT. Ở đây tôi suy ra max của hàm FT trên cái miền 0,1. Ở đây, giá trị này đạt được và giá trị này không lấy. Do vậy chỗ này đúng bằng F1 và bằng 1. Do vậy yêu cầu của bài toán sẽ được thỏa mãn khi và chỉ khi trừ 2m lớn hơn max của FT. Do vậy cái này phải lớn hơn 1, hay là cái khác là gì? Hai giá trị cần tìm chính là m nhỏ hơn 1/2. Đấy. Như vậy ta đã tìm ra giá trị của m theo yêu cầu của bài toán. Nhìn lại tổng thể ví dụ 1 này, chúng ta thấy là để giải bất phương trình có chứa tham số thì rõ ràng trên một miền, đặc biệt trong này các em lưu ý ở bài toán này là điều kiện để cho bất phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị thuộc một miền x thuộc một miền d nào đó. Sử dụng cái lưu ý thứ nhất mà thầy vừa nói thì trong quá trình giải thì chúng ta đã tiến hành bước 1 là chúng ta đưa về cùng một cơ số. Sau khi đưa cùng cơ số chúng ta đã đặt ẩn phụ. Rồi đặt ẩn phụ để mà tiến hành khảo sát được thì ta phải tiến hành cô lập một bên là tham số và một bên là chứa các đối số. Sau đó chúng ta sẽ khảo sát cái hàm đối số đối với trên miền D, và từ đó ta xác định được cái giá trị mà ta cần tìm. Lưu ý là chúng ta hết sức phải lưu ý để tránh cái việc nhầm lẫn tìm việc tìm max hay tìm min. Do vậy chúng ta phải hiểu được bản chất của hai cái lưu ý mà thầy đã nói ngay từ đầu cái mục này. Đây, kết thúc ví dụ 1. Sau đây các em sẽ nghiên cứu tiếp ví dụ 2 để chúng ta thấy có những cái lưu ý trong quá trình xử lý kỹ thuật, trong quá trình thực hiện giải bất phương trình mũ có tham số mà chúng ta tiến hành đặt ẩn phụ và lưu ý các biến có thể tạo ra những bất ngờ trong bài toán.
Xem ví dụ 2. Tìm M để bất phương trình sau có nghiệm. Bất phương trình như sau. 3 mũ 2x trừ M nhân 3 mũ x cộng căn bậc 2 của x cộng 4 trừ 9 nhân 9 mũ căn bậc 2 của x cộng 4 nhỏ hơn 0. Đây là bất phương trình, bất phương trình 1. Đối với bất phương trình ở ví dụ 2 này thì rõ ràng trước hết là chúng ta thấy này, yêu cầu của bài toán cũng khác hoàn toàn so với ví dụ 1. Mà yêu cầu của trong trường hợp ví dụ 2 này nó rơi vào cái trường hợp lưu ý thứ hai mà thầy vừa nhắc các em, là yêu cầu tìm điều kiện để bất phương trình đã cho là có nghiệm. Vậy là khác với ví dụ thứ nhất. Ở ví dụ 2 thì trước hết là chúng ta quan tâm đến bước 1 là phải đưa về cùng một cơ số. Trong trường hợp này chúng ta quan tâm này 3 3 và đây cũng có thể là viết thành 3 mũ 2 lần căn của x cộng 4. Như vậy về cùng cơ số là cơ bản xong. Thứ hai, sau khi cơ số rồi chúng ta phải quan tâm đến số mũ. Thì ở đây là 2x. Ở đây là x cộng căn, ở đây chỗ này là 3 mũ 2 lần căn. Như vậy tiến hành chúng ta phải tiến hành chia một trong ba biểu thức này. Vấn đề chia biểu thức nào chúng ta phải lựa chọn cho phù hợp. Thì một kinh nghiệm cho thấy là trong quá trình giải bất phương trình hay là kể cả phương trình mũ mà để khi chia thì ta nên chia cái biểu thức nào mà cố gắng chia làm sao để nó cô lập được tham số. Trong trường hợp này nếu ta chia cho biểu thức ở giữa, tức là 3 mũ x cộng căn của x cộng 4 thì ta hoàn toàn cô lập được M. Và như vậy chúng ta rất dễ để thực hiện. Do vậy chúng ta thực hiện như sau. Trước hết là phải đặt điều kiện. Điều kiện để bất phương trình này có nghĩa chính là cái sự tồn tại của căn x cộng 4. Do vậy điều kiện đây là x phải lớn hơn trừ 4. X phải lớn hơn trừ 4. Bây giờ ta chia hai vế bất phương trình cho 3 mũ x cộng căn của x cộng 4, ta được bất phương trình nó trở thành sau khi chia và phép đặt thì chúng ta ở đây là 3 mũ x trừ căn của x cộng 4 trừ đi 9, ta chuyển này lên như vậy là nhân với 3 mũ căn của x cộng 4 trừ đi x và trừ đi m nhỏ hơn 0. Rõ ràng đến bất phương trình này thì chúng ta thấy là nhất là về cơ số đã tương đồng. Về số mũ thì nếu ta đặt cái này là t thì chắc chắn số mũ này có dạng là 1 trên t. Rồi ta tiến hành phép đặt. Đặt t bằng 3 mũ x trừ căn của x cộng 4 với điều kiện x vẫn lớn hơn hoặc bằng âm 4. Ở đây thì sau khi phép đặt t bằng một hàm a mũ u thông thường các em thường hay cho điều kiện của nó là t dương. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta thấy là hàm a mũ u của chúng ta, cái hàm u ở trên số mũ là x trừ căn. Đây là một hàm khá phức tạp mà có thêm điều kiện x bằng trừ 4. Do vậy việc xác định t điều kiện t dương là chưa đầy đủ. Mà nếu như việc xác định điều kiện của t mà chưa chính xác thì kết quả của bài toán sẽ không thể như ý được. Do vậy lưu ý các em là trong những trường hợp như thế này các em phải xét tiếp xem cái số mũ này nó thế nào để từ đó tìm ra điều kiện của t mà ta đang cần tìm nghiệm cho cái biển đó. Trước hết thì để làm tìm điều kiện của t thì trước hết ta sẽ quy bất phương trình về dạng đã. Khi đó bất phương trình có dạng, bất phương trình của chúng ta sẽ có dạng là t trừ 9 nhân 1 trên t nhỏ hơn m. Ta sẽ đặt đây là bất phương trình số 2. Và cái hàm bên này là ta đặt hàm ft. Hàm ft. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải khảo sát hàm ft trên miền nào của t. Thì do vậy ta phải đi tìm miền của t. Để tìm miền của t trước hết ta phải xác định được cái miền này đã, x trừ căn này. Nếu ta sẽ kiểm tra xem. Bây giờ ta sẽ xét một cái hàm số
ux nào đó bằng x trừ căn của x cộng 4 với x lớn hơn bằng trừ 4. Chúng ta tính u phẩy. U phẩy bằng 1 trừ 1 trên 2 lần căn x cộng 4. Rõ ràng cái này bằng 0 khi mà chúng ta giải cái phương trình đó là 2 căn hay là căn của x cộng 4 bằng 1/2. Và từ đây ta dẫn tới bình phương lên là 1/4, 1/4 trừ 4 là bằng trừ 15. Và ta có cái bảng biến thiên nho nhỏ của u, của hàm u. Đó là t, ở đây là x, u phẩy x và ux. Giá trị trừ 15/4. Trừ 15/4. Ta vẫn xét giá trị x lớn bằng trừ 4. Lớn bằng trừ 4. Thì trừ 4 nằm ở đây. Ở đây là 0. Ta chọn giá trị. Rõ ràng là ta xét dấu của cái này. Thì thấy là phần này nhận giá trị âm. Phần này nhận giá trị dương. Và ta chỉ xét ở trong cái miền này thôi. Thế rõ ràng trong trường hợp này ta thấy đây là min, đây là giá trị min tức là f, đây là giá trị min cuối cùng, đây là u của trừ 15/4 và giá trị này ta thay vào trừ 4 là 0 thì chỗ này là trừ 4. Do vậy trong trường hợp này ta nhận thấy là điều kiện với x lớn bằng trừ 4 thì ux luôn hướng bằng u của trừ 15/4. U của trừ 15/4. Và giá trị này được tính bằng trừ 17/4. Giá trị này sẽ được tính bằng trừ 17/4. Như vậy ta đã tìm ra điều kiện là với điều kiện x lớn bằng trừ 4 thì ux của chúng ta luôn lớn hơn hoặc bằng trừ 17/4. Do vậy từ đây ta đã tìm được điều kiện của t trong phép đặt. Do vậy ta suy ra điều kiện của t, suy ra là với x lớn hơn hoặc bằng trừ 4 thì ux đã lớn hơn hoặc bằng trừ 17/4, mà hàm này hàm đồng biến, do vậy ta đã chỉ được ra là giá trị của t. Từ đây suy ra là t mũ ux, ta suy ra t bằng 3 mũ ux sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 mũ trừ 17/4. Và cái này bằng 1 trên 3 mũ 17/4. Vậy ta đã tìm được miền của t. Chúng ta phải thiết biểu lại bài toán. Đó là tìm m để bất phương trình ft bằng t trừ 9 trên t nhỏ hơn m có nghiệm t thuộc vào miền d, và miền d của chúng ta là bằng 1/81 căn bậc 4 của 3. Chúng ta ký hiệu miền d cho nó gọn. Chúng ta sẽ khảo sát hàm ft trên miền này. Và nhiệm vụ của chúng ta là đây là có nghiệm. Bất phương trình này là có nghiệm.
có nghiệm. Do vậy yêu cầu của cái này chúng ta phải đi tìm là tìm giá trị min, nó phải nhỏ hơn m. Vậy từ đây suy ra yêu cầu bài toán sẽ thỏa mãn khi và chỉ khi min của FT trên cái miền D này phải nhỏ hơn m, tức là nhiệm vụ chúng ta phải đi tìm min của FT. Việc tìm min của cái hàm này khá đơn giản, người ta có F phẩy T bằng 1 cộng 9 trên T bình phương. Rõ ràng cái này là lớn hơn 0 với mọi T ngược D, nên hàm này đồng biến. Từ đây suy ra FT là hàm đồng biến trên D. Do vậy từ đây suy ngay được giá trị min của FT trên miền D đúng bằng F của giá trị 1 trên 81 căn bậc 4 của 3. Và như vậy chúng ta đã tìm được min của nó. Nhiệm vụ của các em chỉ việc tính giá trị của cái F 1 trên 81 căn bậc 4 của 3, thay vào hàm này chúng ta sẽ tìm được giá trị của nó. Và giá trị của nó tìm ra như sau. Vậy kết luận cuối cùng, vậy M của chúng ta là phải lớn hơn min, do vậy M sẽ lớn hơn. Giá trị tính ra như sau. Các em phải tính, phải ghi lại thôi. 1 trên 81 căn bậc 4 của 3. Giá trị này các em thay vào tính. Như vậy, thầy dừng ở ví dụ 2 để có một vài cái nhận xét cho các em như thế này. Như vậy để giải ví dụ 2 thì nó đã có một điểm khác biệt nhất định so với ví dụ 1. Trước hết ngay về câu hỏi ấy, ở ví dụ 1 là tìm điều kiện để cho bất phương trình fx là nghiệm đúng với mọi giá trị x thuộc vào bồn miền D nào đó. Còn trong trường 2 thì bài toán của chúng ta là tìm điều kiện để bất phương trình chúng ta có nghiệm. Do vậy là việc xác định trong trường hợp này là xác định min hay max là điểm mà chúng ta hay nhầm lẫn nhất. Thì rõ ràng trong bài toán này để cho nó thỏa mãn điều kiện là có nghiệm trên miền D thì min ta phải chỉ ra là min của fx, min của ft phải nhỏ bằng m. Sau khi xác định được mục đích rõ ràng rồi, chúng ta mới tiến hành khảo sát đó, và đi tìm min. Điểm quan trọng thứ hai trong bài toán này chúng ta phải chú ý đó là việc chúng ta tại sao phải khảo sát hàm ux để tìm ra cái điều kiện của ux rồi mới dẫn đến cái miền giá trị xác định của t. Thì sau phép đặt, thông thường học sinh chúng ta thường hay nhầm lẫn cho rằng t chỉ lớn hơn 0 là đủ. Tuy nhiên chúng ta phải nhận định rằng với tất cả các hàm đặt t bằng a mũ u, nếu u là một hàm đơn giản, chúng ta nhìn thấy ngay cái miền xác định miền giá trị của nó thì chúng ta mới cho điều kiện t dương. Thế còn nếu mà những cái hàm mà miền giá trị của t của nó chúng ta phải khảo sát, chúng ta phải tìm rõ xem là sự xác định của cái số mũ a mũ u này, u được xác định trên miền nào, từ đó mới tìm được điều kiện t của ta hoàn toàn chính xác được. Ở đây nếu em nào tìm t dương thì chắc chắn là kết quả khảo sát ở đây sẽ khác. Đó. Kết quả khảo sát sẽ khác. Vì chúng ta kết quả khác là sẽ không tìm ra giá trị min, không tìm ra min của t được. Vì nếu đây là 0 thì rõ ràng chúng ta không tìm ra min của t. Và do vậy kết quả bài toán sẽ không tìm ra. Như vậy là trong phần bất phương trình mũ, thầy chỉ có một số điểm lưu ý các em, đó là bất phương trình mũ là sự kết hợp của bất phương trình đại số với tính chất đơn điệu của hàm số mũ. Do vậy nếu các em vận dụng tuần tục hai tính chất này kết hợp với các kiến thức cơ bản trong giải phương trình mũ thì tin chắc các em sẽ làm tốt các bài tập liên quan đến bất phương trình mũ. Chúc em thành công.